Hi everyone, my name is Nguyễn Thị Mai Hương. I'm from Hoàng Hoa Thám, Lower and Upper Secondary School. Nice to meet you. Cô xin chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Mai Hương. Cô đến từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Today, we are going to study Unit 16, Language Focus. Bài ngày hôm nay, cô cùng các em học bài 16 phần Language Focus. Đây là bài học cuối trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 hệ 7 năm. Our lesson today has two parts. First, presentation about adverbial clause of times or time clause. The second is practice doing exercise from 1 to 3. Are you ready? Okay. So first, look at this picture and do you know who are they? They are Tom, a cat, and Jerry, a mouse. Now, first, I would like to listen a small talk between a cat and a mouse. Pay attention to the cat's suggestion. Now, listen. Bây giờ cô muốn các em nghe một bài hội thoại nhỏ giữa bạn chuột và bạn mèo. Và chúng ta hãy chú ý vào lời gợi ý của bạn mèo nhé. Nào, chúng ta bắt đầu nghe. Hello, cat. How are you? Hi, mouse. I'm fine. And you? I'm fine, too. We haven't met each other for a long time. Oh, yes. We are practicing social distancing. When social distancing is over, we will have a party. Yes, that's a good idea. Bye. Bye. See you later. Vậy chúng ta thấy bạn mèo và bạn chuột thì có một cuộc hội thoại nhỏ. Bạn chuột thì có thắc mắc là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Và bạn mèo thì có đưa ra ý kiến là do chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội. Do vậy bạn ấy đưa ra gợi ý đó là khi nào mà việc giãn cách xã hội này kết thúc thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Đây chính là lời gợi ý của bạn mèo. Vậy để chúng ta tìm hiểu thêm về bài của cô thì chúng ta hãy xem cho cô phần 1, đó là phần định nghĩa về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, first definition. Now, look at again the suggestion of the cat. When social distancing is over, we will have a party. Chúng ta hãy nhìn vào câu ở trên bảng và chú ý cho cô với mệnh đề được gạch chân và các em lưu ý cho cô từ đứng ở đầu mệnh đề. Và cho cô biết đây là mệnh đề gì. Right. Đó chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. A time clause or an adverbial clause of time. And the rest is main clause. Và mệnh đề còn lại đó chính là mệnh đề chính. Chúng ta nhìn trong câu này chúng ta thấy mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở vị trí đầu câu. Do vậy chúng ta cần dùng dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính. Các em hãy xem cho cô câu số 2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở vị trí cuối câu. Do vậy các em sẽ không cần phải sử dụng dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính. So from this example, can you give me definition? Vậy từ ví dụ cô đưa ra, các em có thể đưa cho cô về khái niệm mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là gì? A good job. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là một mệnh đề phụ cho biết hành động hoặc sự việc trong mệnh đề chính xảy ra khi nào và thường bắt đầu bằng một liên từ chỉ thời gian, conjunction of time or time conjunction. Okay, so tell me some time conjunction you know. Vậy các em có thể cho cô biết một số những liên từ chỉ thời gian mà các em biết không? Right, first, when, as, while. Khi, trong khi. Next, whenever, bất cứ khi nào. As soon as, ngay sau khi. As long as, chừng nào mà, khi mà. Before, trước khi. After, sau khi. Till, until, cho đến khi. Since, kể từ khi. Hoặc từ khi. By the time, trước khi, and so on, và vân vân. Trên đây là một số những cái liên từ chỉ thời gian mà các em hãy gặp. Now please take note in the notebook. Vậy trong câu có hai mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và mệnh đề chính. Vậy mối quan hệ giữa động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và động từ trong mệnh đề chính như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu phần 2, đó là phần structure. When I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party. Trong câu cô đưa ra, chúng ta thấy khi mà tối
gặp Mary vào ngày mai, tôi sẽ mời cô ấy tới dự tiệc của chúng ta. Vậy chúng ta hãy chú ý cho cô động từ trong cả hai mệnh đề. Thứ nhất, đối với động từ trong mệnh đề chỉ thời gian, si, em thấy được chia ở thời gì? Okay, right. Đó chính là thời hiện tại đơn, simple present. Và động từ trong mệnh đề chính, invite, đã được chia ở thời gì? Yeah, đó chính là thời tương lai đơn, simple future. Vậy chúng ta thấy cả hai động từ trong mệnh đề này đều xảy ra ở trong tương lai. Và chúng ta thấy tôi sẽ mời Mary đến dự tiệc khi mà tôi gặp Mary vào ngày mai. Vậy chúng ta thấy cả hai hành động này xảy ra cùng nhau ở trong tương lai. Thì lúc này các em sẽ sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời hiện tại và động từ trong mệnh đề chính ở thời tương lai đơn, simple future. Next, number two. Before I go to school, I often have breakfast. Trong câu số 2, chúng ta thấy trước khi tôi đi học, tôi thường ăn sáng. Và các em tiếp tục quan sát cho cô động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, go, được chia ở thời gì? À, đó chính là thời hiện tại đơn, simple present. Và động từ trong mệnh đề chính, have, cũng được chia ở thời hiện tại đơn, simple present too. Vậy chúng ta thấy chúng ta kết hợp giữa động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và động từ trong mệnh đề chính ở thời hiện tại đơn khi chúng ta muốn nói thói quen ở hiện tại hoặc một điều hiển nhiên đúng. Number 3. He'll help you as soon as he has finished his homework. Trong câu này thì chúng ta thấy thông tin người ta đưa đến đó là tôi sẽ giúp đỡ bạn ngay khi mà tôi đã hoàn thành. Sorry. Anh ấy sẽ giúp đỡ bạn ngay khi mà anh ta hoàn thành xong bài tập của mình. Vậy chúng ta thấy động từ trong mệnh đề chính help đã được chia ở thời tương lai đơn, simple future, và động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian finish đã được chia ở thời hiện tại hoàn thành, present perfect. Vậy chúng ta thấy cái việc mà anh ấy giúp đỡ bạn xảy ra khi mà anh ta phải hoàn thành xong cái bài tập của anh ấy. Vậy khi các em muốn nói một hành động xảy ra và hoàn tất rồi mới đến hành động trong mệnh đề chính thì các em sẽ chia động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời hiện tại hoàn thành và mệnh đề chính chúng ta sẽ chia ở thời tương lai đơn. Okay, so from this example, can you give us a common structure? Vậy từ những ví dụ trên các em có thể đưa ra được cho cô về cái cấu trúc chung của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở hiện tại và tương lai như thế nào không? A good job. In main clause, đối với mệnh đề chính, verb can be used future tenses. Động từ trong mệnh đề chính các em có thể được chia ở các thời tương lai, bao gồm tương lai đơn, tương lai hoàn thành, tương lai tiếp diễn. In adverbial clause of time, trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ các em sẽ được chia cho cô ở các thời hiện tại, present tenses. In main clause, trong mệnh đề chính, verb can be used present tenses. Động từ có thể được chia ở các thời hiện tại. And in adverbial clause of time, verb can be used present tenses too. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta cũng sẽ kết hợp động từ chia ở thời hiện tại. Next. In main clause, verb can be used imperative. Trong mệnh đề chính, các em có thể sử dụng động từ ở hình thức mệnh lệnh. In adverbial clause of time, you can use verb in present tenses. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, các em vẫn kết hợp với động từ chỉ ở các thời hiện tại. Okay, so please write down in the notebooks. Vậy đối với lại mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở quá khứ thì như thế nào? Cô cùng các em xem phần số 2. Okay, look at this picture. Who is he? Right, Si Châu Bùi, a famous person for young people. À, chúng ta thấy đây chính là Châu Bùi, đúng không? Một người mẫu nổi tiếng đối với giới trẻ ngày nay. Cô ấy vừa đi dự tuần lễ thời trang ở Ý về và khi cô trở về Việt Nam đúng vào giai đoạn mà dịch COVID-19 xảy ra. Do vậy, cô ấy đã phải đến khu tập trung để cách ly. Vậy với tình huống này cô có thể nói được bằng câu tiếng Anh như thế nào?
Okay. Last month, Shobi moved to a quarantine area as soon as she returned to Vietnam. À, tháng trước thì Châu Bùi đã phải di chuyển tới khu cách ly ngay khi mà cô ấy quay trở về Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy động từ trong mệnh đề chính move đã được chia ở thời gì? À, quá khứ, đơn, simple, past. Và động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian return đã được cũng được chia ở thời quá khứ đơn. Vậy chúng ta thấy chúng ta kết hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và động từ trong mệnh đề chỉ thời gian ở thời quá khứ đơn khi chúng ta muốn diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ. Okay, look at another example of this. Chúng ta hãy xem cho cô một vài ví dụ khác. Richard was watching TV when the phone rang. Trong câu này thì Richard đã đang xem TV khi mà điện thoại đổ chuông. Chúng ta hãy quan sát đến động từ được gạch chân ở trong câu trên. Động từ trong mệnh đề chính watch đã được chia thời quá khứ tiếp diễn, past continuous. Và động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chia thời quá khứ đơn, simple past, rang. Vậy thì chúng ta thấy hai hành động này xảy ra như thế nào trong quá khứ? Right. Lúc này các em kết hợp động từ trong mệnh đề chính và động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời quá khứ tiếp diễn và thời quá khứ đơn khi các em muốn nói hai hành động này xảy ra. Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác chen ngang vào. Number 3. While my father was doing the gardening, my mother was cooking. Câu này có nghĩa là trong khi bố tôi đang làm vườn, mẹ tôi thì đang nấu ăn. Okay, look at the verbs in two clauses. Chúng ta hãy nhìn động từ trong hai mệnh đề. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ do đã được chia thời quá khứ tiếp diễn, past continuous. Và động từ trong mệnh đề chính cũng được chia thời quá khứ tiếp diễn. Vậy chúng ta thấy cả hai hành động này xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Vậy lúc này các em sẽ kết hợp giữa mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đều ở thời quá khứ tiếp diễn. Number 4. Before I went to bed, I had read a book. Câu này người ta đưa ra cho các em thông tin đó là trước khi tôi đi ngủ, tôi đã đọc một cuốn sách. Và các em lưu ý cho cô động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian go đã được chia thời quá khứ đơn. Và động từ trong mệnh đề chính read đã được chia thời quá khứ hoàn thành, past perfect. Vậy thì chúng ta thấy ở đây câu này muốn diễn tả hai hành động như thế nào nhỉ? À, chúng ta thấy tôi đọc xong một cuốn sách rồi, tôi mới đi ngủ. Vậy khi chúng ta kết hợp động từ ở thời quá khứ hoàn thành và động từ ở thời quá khứ đơn khi chúng ta muốn diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. Okay, from this example, can you give a common structure for adverbial clause of time in the past? Vậy từ những ví dụ trên, các em có thể đưa ra cho cô một cái cấu trúc chung của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ kết hợp với mệnh đề chính trong câu như thế nào? Right. In main clause, you can use verb in past tenses. Trong mệnh đề chính, các em có thể sử dụng động từ ở các thời quá khứ, bao gồm quá khứ đơn, simple past, quá khứ tiếp diễn, past continuous, và quá khứ hoàn thành, past perfect. Và trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, in adverbial clause of time, verb can be used in past tenses too. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, các em cũng được sử dụng động từ ở trong các thời quá khứ, bao gồm quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành. Okay, take note in the notebooks. Các em hãy ghi vào vở của mình đi. But we have some note. Tuy nhiên, chúng ta lại có một số chú ý. First. Đầu tiên, các em lưu ý cho cô đó là trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, các em không được sử dụng thời tương lai. The second is,
Chúng ta thấy phần thứ hai mà cô lưu ý với các em đó là cấu trúc với liên từ since. Since ở đây có nghĩa là kể từ khi, và chúng ta lưu ý cho cô. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có chứa since thì động từ sẽ được chia ở thời quá khứ đơn past simple, và trong mệnh đề chính các em sẽ chia ở thời hiện tại hoàn thành present perfect. Để hiểu phần ngữ pháp này tốt hơn, cô cùng các em chuyển sang phần luyện tập. Okay, turn into practice. Exercise 1. Ở trong bài tập số 1, complete the sentences using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only. Với bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta hãy hoàn thiện những câu dưới đây, sử dụng một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở trong khung cho sẵn. Và các em lưu ý, mỗi một mệnh đề chỉ được phép sử dụng một lần. Để theo dõi bài này cho dễ hơn thì các em hãy đánh cho cô thứ tự các mệnh đề trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian theo trật tự từ A cho đến hết. Now do like this. Vậy để làm bài này thì chúng ta làm như thế nào? How do you do the exercise? Complete the sentences using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only. Okay, look at example number one. Với bài tập này thì các em cần làm đầu tiên đó là chúng ta hãy tìm từ khóa, và từ khóa trong câu này chính là động từ trong mệnh đề chính. Là for. Và động từ trong mệnh đề này được chia ở thời tương lai đơn. Vậy theo nguyên tắc cô cùng các em đã học ở trên thì chúng ta thấy mệnh đề chính chia ở thời tương lai đơn thì các em chỉ được phép lựa chọn một trong những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chia ở các thời hiện tại. Vậy chúng ta thấy trong những câu trên câu nào động từ được chia ở thời hiện tại? Very good. Vậy đây chính là những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có động từ chia thời hiện tại. Vậy chúng ta dựa vào nghĩa của câu, các em sẽ phải chọn câu số 1, đáp án là E. She'll phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City. Cô ấy sẽ gọi điện cho bạn ngay khi cô ấy tới thành phố Hồ Chí Minh. So please do the same with the other sentences. Cô mời các em làm các câu tiếp theo giống như cách cô đã hướng dẫn. Okay, now let's check. Number two. The keywords in this sentence is started. Động từ trong mệnh đề chính đã được chia ở thời quá khứ đơn. Vậy các em cần chọn một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở một trong các thời quá khứ. Và dựa vào nghĩa của câu thì chúng ta sẽ chọn được câu số 2, đáp án là G. Number 2 is G. After the war was over, we started rebuilding the country. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng lại đất nước. Number 3. Chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết trong câu số 3 đó chính là động từ met. Động từ này đã được để ở hình thức quá khứ đơn. Vậy các em cũng chọn một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời quá khứ, và dựa vào nghĩa các em sẽ chọn được câu số 3, đáp án là A. Number 3 is A. They met a lot of people while they were on holiday. Họ đã gặp gỡ rất nhiều người trong khi họ đi nghỉ. Number 4. The keyword is don't forget. Động từ forget đã được để ở thức mệnh lệnh. Vậy các bạn em sẽ chọn cho cô một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời hiện tại. Vậy chúng ta dựa vào ngữ cảnh, câu số 4 các em sẽ chọn được đáp án là C. Number 4 is C. Before you leave, don't forget to turn off the lights. Trước khi bạn rời đi, đừng quên tắt điện nhé. Number 5. The keyword is let's stay.
Động từ trong mệnh đề chính được chia ở thời tương lai đơn. Do vậy các em hãy chọn cho cô một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ được chia ở thời hiện tại. Và dựa vào ngữ cảnh, các em sẽ chọn được câu số 5, đáp án là E. Number 5 E, I. I'll stay till you get back. Tôi sẽ ở lại đây cho đến tận khi bạn quay trở về. Number 6. Chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết trong câu số 6 đó chính là từ là come. Động từ come đã được chia ở thời tương lai đơn. Vậy các em cũng sẽ chọn cho cô một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời hiện tại. Và lúc này dựa vào ngữ cảnh các em sẽ chọn được đó là đáp án B. Number 6 E, B. We'll come to see you whenever we are in Hanoi. Chúng tôi sẽ đến thăm bạn bất cứ khi nào chúng tôi ở Hà Nội. Number 7. The keyword is E. Chúng ta thấy đây chính là mệnh đề chính, động từ được chia ở thời hiện tại đơn, simple present. Vậy chúng ta hãy chọn cho cô một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có động từ được chia ở thời hiện tại và dựa vào nghĩa các em sẽ chọn được đáp án là There is a danger of war as long as imperialism exists. Yeah, number 7 E, F. Vẫn có nguy cơ của một cuộc chiến tranh khi mà chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại. Các em hãy lưu ý cho cô từ imperialism, chủ nghĩa đế quốc. Number 8. The keyword is sang. Động từ trong mệnh đề chính được chia ở thời quá khứ đơn. Simple past. Vậy chúng ta cần một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thời quá khứ và dựa vào nghĩa. Chúng ta sẽ chọn được đáp án là Tom sang a merry song as he walked away. Number 8, E, H. Tom hát một bài hát vui vẻ khi anh ta bước đi. Vậy cô cùng các em đã hoàn thiện xong bài tập số 1. I think you are a good student. You are a good student. Cô nghĩ các em là những học sinh rất là xuất sắc rồi. Now move to exercise 2. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2 nhé. Supply the correct tenses from the verb in the brackets. Bài tập số 2 người ta yêu cầu chúng ta là cung cấp động từ ở thời đúng. Vậy với bài tập như thế này thì các em sẽ làm như thế nào? How do we do the exercise? Các em sẽ làm bài tập này như thế nào? First, I think you should find out the keywords. Việc đầu tiên, các em nên tìm từ khóa. Và cô sẽ làm với các em câu số 1. Number 1. Keyword is Wilhelm. Động từ trong mệnh đề chính được chia ở thời tương lai đơn. Do vậy, các em thấy động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian được chia ở thời hiện tại. Và chúng ta dựa vào liên từ when và dựa vào ngữ cảnh câu này. Do vậy, các em sẽ chia được câu này ở thời hiện tại đơn, simple present, arrives. Câu này người ta cung cấp đến cho các em thông tin đó là khi anh ta đến, anh ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về trận đấu. Okay, so it's time for you to do from number 2 to number 8, please. Are you ready? Okay. Now, let's check. Number 2. Keyword is the gift. Chúng ta thấy động từ trong mệnh đề chính được chia ở thời tương lai đơn. Do vậy, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian các em cần động từ được chia ở thời hiện tại. Và với câu này thì chúng ta sẽ chia ở thời hiện tại đơn, simple present. Arrives. Trước khi thầy hiệu trưởng đến, tôi sẽ mời khách uống trà. Number 3. Trong câu số 3 chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết đó chính là go, động từ trong mệnh đề chính được chia thời tương lai đơn. Và chúng ta chú ý thêm cho cô về liên từ chỉ thời gian. While. Và tình huống trong câu này đó là Peter và John thì sẽ chơi tennis vào tối nay và trong khi họ đang chơi tennis thì chúng tôi sẽ tới bãi biển. Vậy hành động chơi tennis đang xảy ra, do vậy cô sẽ chia ở thời hiện tại tiếp diễn.
present continuous of playing. Number four. Dấu hiệu nhận biết đó chính là từ move. Động từ đã được chia ở thời hiện tại hoàn thành. Và dấu hiệu nhận biết thứ hai đó là niên từ chỉ thời gian since. Và chúng ta thấy lúc này động từ trong mệnh đề since sẽ phải chia thời quá khứ đơn. Simple past. Do vậy động từ của em sẽ chia là got. Kể từ khi họ kết hôn, họ đã chuyển nhà hai lần rồi. Next, number five. Chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết trong câu này đó chính là the gift. Động từ trong mệnh đề chính được chia thời tương lai đơn. Do vậy, lúc này động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, các em sẽ chia cho cô ở một trong các thời hiện tại. Và chúng ta dựa vào ngữ cảnh và dựa vào niên từ chỉ thời gian as soon as. Chúng ta thấy hành động trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phải hoàn thành rồi mới đến động từ trong mệnh đề chính. Do vậy, các em sẽ chia thời hiện tại hoàn thành. Have finished. Number six. The keyword is joined. Động từ trong mệnh đề chính được chia thời quá khứ đơn. Và chúng ta chú ý thêm cho cô với niên từ chỉ thời gian after. Vậy động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chúng ta sẽ chia ở thời quá khứ hoàn thành vì diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trước hành động khác trong quá khứ. So the key is had graduated. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, anh ta đã tham gia trong quân ngũ. Number 7. The keyword is can look after. Chúng ta thấy từ can, động từ khuyết thiếu đã được để ở hình thức hiện tại. Do vậy, động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian các em cũng để ở thời hiện tại. Và đối từ be các em sẽ để thời hiện tại hoàn thành. Cô xin lỗi, chúng ta sẽ để ở thời hiện tại đơn. Simple present. Em. Bạn có thể trông bọn trẻ trong lúc mình đi vắng không? Number 8. The keyword is can have and when. Chúng ta thấy động từ trong mệnh đề chính chia thời hiện tại. Do vậy, các em sẽ chia động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở các thời hiện tại. Và trong câu này thì có nghĩa là khi mà tôi đọc xong cuốn sách này rồi, cuốn tiểu thuyết này rồi thì tôi sẽ, bạn có thể mượn nó. Vậy trong trường hợp này, hành động trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phải xảy ra rồi xong mới đến hành động trong mệnh đề chính. Do vậy, các em sẽ chia cho cô ở thời hiện tại hoàn thành. Present perfect. Had read. Vậy cô và các em đã cùng chữa xong bài tập số 2. Nào, turn into exercise 3. Bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta là choose the right option to complete the sentences. Hãy lựa chọn một lựa chọn phù hợp để hoàn thiện những câu dưới đây. Và mỗi câu cô cho 3 sự lựa chọn và chúng ta sẽ dựa vào nghĩa và dựa vào dấu hiệu nhận biết để chúng ta đưa ra được đáp án đúng. Trong câu số 1 thì chúng ta thấy dựa vào từ next. Do vậy, ở đây các em thấy chúng ta sẽ phải chọn đáp án là B. Hãy đi ra ngoài trước khi trời bắt đầu mưa. Now, do the same with other sentence. Now, let's check. Chúng ta hãy chữa câu số 2. Tương tự cách làm như câu số 1, các em sẽ dựa vào từ the gift. Do vậy, đáp án của câu này đó chính là C. Tôi sẽ đưa cho bạn địa chỉ của tôi khi mà tôi tìm được một nơi nào đó để sống. Number 3. Chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết đó chính là từ went. Do vậy, chỗ này dựa vào tình huống các em sẽ chọn đáp án là C. Sau khi anh ta hoàn thành xong bài tập của mình, anh ta đã đi ngủ. Number 4. Dấu hiệu nhận biết ở đây đó chính là let. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án đó chính là đáp án C. Chúng tôi sẽ để cho bạn biết ngay khi mà chúng tôi đã đưa ra được quyết định của mình. Number 5. Chúng ta thấy từ khóa đây đó là từ haven't met và từ since. Do vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là B.
Tôi đã không gặp họ kể từ khi tôi nghỉ học. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chúc các em có một sức khỏe tốt, ôn tập tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Thank you and goodbye.